Trưa ngày 29 tháng 10, chia sẻ với phóng viên và mong muốn được chia sẻ rộng rãi thông tin để cộng đồng mạng quan tâm giúp đỡ. Ông Phạm Văn Minh, trú tại thôn An Hồ, xã Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai, cậu ruột của cô gái, cho hay. Hiện tại gia đình ông rất lo lắng sau khi nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Hà, SN2001, thông báo đang ở Trung Quốc do bị lừa, bắt cóc. Theo ông Minh, trước khi mất tích bí ẩn, chị Hà có đi ăn cưới một người thân. Vào ngày 10 tháng 10, chị Hà có về nhà, gấp quần áo và thông báo với người thân đi làm. Trước đó cháu nói đám cưới anh xong rồi thu xếp quần áo báo đi làm. Vào ngày 25 tháng 10, cháu tôi vẫn nhắn tin xin số tài khoản một người cậu để gửi trả tiền. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi đang làm việc nên không để ý. Đến khoảng 11 giờ 32 phút tôi có nhận được tin nhắn của cháu. Trong tin nhắn cháu Hà nói đang bị giữ ở bên Trung Quốc. Tôi tưởng có người lạ trêu nên hỏi lại thì được cháu gửi định vị nơi cháu đang ở là bên Côn Minh, Trung Quốc, ông Minh thông tin. Cũng theo ông Minh cung cấp, Hà có gửi tin nhắn cho một người mợ thông báo rằng bản thân bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc và hiện đang bị giam giữ tại Côn Minh. Trong thông tin gửi lại cho người thân, Hà có cho biết bản thân làm thủ tục sang Hà Khẩu để đi chơi thì có một người đến bắt chuyện và bảo biết chỗ làm thủ tục và chi phí sang Hà Khẩu giá rẻ. Vào lúc khoảng 1 giờ 11 phút rạng sáng ngày 27 tháng 10, tôi có nhận được tin nhắn cuối cùng của Hà qua Zalo với nội dung, cậu gọi cho mợ vợ cậu Tuấn nói cháu bị lừa bắt có, bán sang Trung Quốc. Hiện đang bị giam ở Côn Minh, đồng thời nhắn tôi báo cho người mợ với giọng điệu gấp gáp, ông Minh chia sẻ thêm. Sau khi có thông tin đã liên lạc lại theo số điện thoại của Hà nhưng không còn liên lạc được nữa. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Lương, 67 tuổi, người ông Quảng Y Hà, cho hay, sáng nay, 29/10, gia đình đã trình báo vụ việc cháu gái bị mất tích lên Ủy ban Nhân dân xã Phong Niên. Gia đình đã báo cáo cơ quan chức năng, chúng tôi cũng mong cơ quan báo đài thông tin để gia đình sớm tìm được cháu, ông Lương thông tin. Được biết, Hà học đến năm lớp 10 rồi nghỉ học và đi làm nghề cắt tóc, gội đầu. Do bố mẹ đã ly hôn nên Hà về sống với vợ chồng cậu mợ và ông bà ngoại.